Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chủ động ứng phó với bão số 2, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 24 gửi các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An, các bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2. Và hồi 13 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Ngoài ra, từ chiều tối ngày 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện nghiêm các nội dung công điện số 23 ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong đó các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tập trung vào việc tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hải sản, các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, công trình đang thi công trên biển, ven biển, tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển. Các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê, điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu, thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, hồ chứa nhỏ, bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình và truyền thông cơ sở, tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, nhất là tại các thôn, bản. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền ra soát phương án,
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan tại địa phương đảm bảo an toàn cháy nổ và trật tự xã hội tại các khu neo đậu tránh trú, hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực bão, đổ bộ, mưa lớn, ngập lụt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu cá, tổ chức gia cố sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các khu nuôi trồng thủy sản, an toàn đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình xung yếu đang thi công. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng, các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó, chỉ đạo các cơ quan địa phương tăng cường chia sẻ, hướng dẫn phòng chống bão, mưa lũ, ưu tiên phát các bản tin cảnh báo và hướng dẫn ứng phó. Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, hệ thống lưới điện. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ ngư dân tránh trú bão. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao cần có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ký công điện khẩn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc ứng phó với cơn bão số 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2. Và hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 320 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển. Theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Từ chiều tối ngày mai, mùng 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Các địa phương khẩn trương thông báo cho các chủ đầu tư các công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ. Hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Nhiều nhà cửa, hoa màu ở Tây Nguyên bị ngập do mưa lũ. Mưa lớn nhiều ngày qua ở các tỉnh Tây Nguyên đã làm nhiều nhà cửa, hoa màu bị ngập, thiệt hại nặng. Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn do cầu cống bị nước lũ tràn qua, đường xá sình lầy. Ngày 9 tháng 8, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết hiện Gia Lai đang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, do đó địa phương này đang có mưa vừa đến rất to.
nhiều huyện ở Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa lớn gồm Chư Pa, Lạc Rai, Chư Prong, Chư Sê, Đức Cơ, Chư Pư, Phú Thiện, Krông Pa. Tổng lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên cảnh báo Gia Lai cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến trưa ngày 9 tháng 8, mưa lớn đã làm thiệt hại 142 ha hoa màu tại huyện Phú Thiện bị ngập úng, 119 ha lúa, 18 ha bắp và 5 ha mì. Đặc biệt tại huyện Chư Prong có 125 hộ bị ngập từ 20cm trở lên, khoảng 368 ha hoa màu bị ngập. Còn tại thị xã Ayunpa có 71,1 ha bị ngập, 61 ha lúa và 3,6 ha mì và 4 ha bắp. Cũng tại Gia Lai, dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Ba, lũ tiếp tục tăng, có khả năng vượt báo động 1 từ 0,7 đến 1 mét. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Prong, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hai ngày qua trên địa bàn có mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ đầu nguồn các suối đổ về và chảy qua ngầm tràn gây khó khăn cho người dân đi qua lại. Cụ thể, tại các ngầm tràn ở xã La Lâu, La Mơ, La Phúc, La Pio, nước chảy qua mặt đường từ 30-50cm. Tại Đắk Lắk, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp cho biết, sáng nay địa bàn đã bớt mưa, song nhiều khu vực hạ du vẫn còn ngập, chia cắt cục bộ. Một số khu vực trũng của huyện Chuya Bung, Ya Thamot, La Lốp, người dân không thể qua lại vì nhiều đoạn đường bị ngập, chia cắt. Trước tình hình trên, chính quyền cơ sở đã cắt cử lực lượng túc trực, cảnh báo người dân không nên qua lại, tránh nguy hiểm. Trước đó một ngày, đơn vị quản lý vận hành hồ Ea Súp Thượng và Ea Súp Hạ thuộc huyện Ea Súp đã quyết định xả tràn lưu lượng xả 30 m khối trên giây đến 150 m khối trên giây để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Lý do, trong 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn cục bộ làm cho lưu lượng nước đổ về hồ tương đối lớn, lượng mưa phổ biến dao động từ 20-50mm. Trong khi đó, lượng nước tại hồ Ea Súp Thượng gần 215m, hồ Ea Súp Hạ 196,6m. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và công trình khi có mưa lớn xảy ra, chi nhánh thủy lợi Ea Súp tiến hành xả điều tiết nước qua tràn từ sáng ngày 8 tháng 8 để giảm bớt lượng nước trong hồ theo quy trình vận hành hồ chứa. Trước khi xả, chủ hồ đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp, các xã, thị trấn tuyên truyền đến người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh thiệt hại về người, tài sản. Ban Chỉ huy cũng đã lên phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh do mưa lũ ngập úng. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.